Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Nếu như mà Y Thánh đã ăn tạp như thế thì chúng ta cũng xuất phát thôi nào. Chắc chắn là chẳng bao lâu nữa sẽ lại có cặp đôi tới tìm tới đây thôi. Nói chậm quá, đã có người tới rồi kìa. Não cát, đều tại cái miệng quạ đen của ông cả đó. Vừa nãy, giọng kia nói gì mà lửa đời oan gia, lửa đời duyên. Ông đúng là nghiệt duyên của lão tử. Hử, hai vợ chồng già. Vợ chồng già gì chứ hả? Cháu trai của lão vô đã cao tới đầu ta rồi. Thèm gì não già miệng quạ đen này. Quân Võ Thánh, Tiểu Hùng xin được tham kiến quân trưởng môn. Ông biết ta sao? Sau trận chiến với Liên minh Băng Đế, nào có ai không biết quân Võ Thánh? Tại hạ là trưởng lão của Nhiệt Diễm Thánh Tông. 13 loại dị hỏa mà Võ Thánh tạo ra, Đường Tông ta tôn làm thần tích. Mong rằng sau này Võ Thánh có thể tới chỗ của chúng ta uống vài chén rượu. Thánh Tông Nhị Niêu đã có lời, quân mỗ ắt sẽ ghé thăm. Quân Tông Chủ đừng nghe mấy lời sang bậy đó, Nhiệt Diễm Tông kia chỉ biết uống rượu mõ mà thôi. Quân Tông Chủ cứ gọi não cát là được. Ta chỉ là một tán tù không có môn phái. Khi nãy ở ngoài mộ, ta đã được chứng kiến phong thái đỉnh phong của lão cát. Có điều chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy, sao vẫn chưa thấy người mới vào mộ? Mấy trăm người tiến vào, bên trong quá loạn, làm loạn sự thanh tĩnh của ta. Cửa mộ đóng. Xem ra Y Thánh đó cũng chẳng ăn tạp cho lắm. Xem ra toàn bộ huyệt mộ này đều được xây lên bằng di hài của đế thú. Cũng chỉ có xương cốt của đế thú cứng cáp mới trụ được. Nếu như thay bằng vật liệu khác thì đã sập từ lâu rồi. Hầm mộ sắp sập rồi, lao vào trong đi. Hầm mộ đã bị cát và đá lấp kín rồi. Hy vọng Bách Diện Y Thánh đó sẽ để lại một lối thoát hiểm nào đó. Y Thánh là người bao dung, cho dù có người muốn cướp mộ của hắn, hắn nhất định là sẽ để lại đường sống, sẽ không bố trí bẫy độc, bom khói hay là những thứ tương tự đâu nhỉ. Làm nóng chảy được cả cát, đá, khói này mang kịch độc. Không ổn rồi, hay là chúng ta men theo đường cũ để trở về nhé. Nơi này là gian chính của hầm mộ sao? Chúng ta đã tới tận đây rồi, hẳn là sẽ an. Ngươi im miệng. Miệng của lão cát này được khai quang rồi hay sao ấy? Hắn nói gì thì y như rằng có biến xảy ra. Đã bao nhiêu năm rồi mà lão phu vẫn còn coi hắn là bằng hữu. Lão phu đúng là quá coi nghĩa khí rồi. Cao thủ miệng độn đúng là đáng sợ thật. Có điều đây đúng là gian mộ chính. Quan tài cũng ở chỗ này. Đúng là cả đời không bao giờ phải cô đơn nẻ bóng. Tới cả quan tài cũng để theo đời. Tông chủ, bên đó quả thật là cất chứa rất nhiều y thư và đan dược. Có điều hầu hết đan dược đã quá đắt rồi. Ở đây có khá khá hạt giống trồng cây thuốc, đại khái có chừng 100 vạn hạt. Tuy trường ấy cũng tạm coi là một khoản hời, nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Vậy mà lại hô hoán người ở khắp Thiên Châu mò tới đây. Tông chủ nói như vậy, ta cũng chợt nghĩ ra một chuyện. Khi mộ vừa xuất hiện, giọng nói kia bảo rằng mình đã trấn thổ nơi đây suốt 3.000 năm. Hiện giờ quan tài đã ở ngay trước mặt của chúng ta, mà người giữ mộ còn chưa chịu lộ mặt. Thân là người giữ mộ, lại chủ động để lộ vị trí của quan tài, quái nạ. Ây da, ta nhớ ra rồi, thanh kiếm trên người tượng đá này, và cả sức phục trên người nữa, ta đều nhận ra cả rồi. Là tà phá nhị nêu từ 3.000 năm trước, tà kiếm tông. 8 tượng đá này ắt hẳn là bát đại hộ pháp của tà kiếm tông. Nghe nói bọn họ biến mất chỉ trong một đêm, tà kiếm tông suy bại như thế, thì ra đã được khắc thành tượng đá để thủ mộ. Có lẽ do bọn họ đã làm quá nhiều việc ác nên bị tiền bối Y Thánh diệt trừ. Đã 3.000 năm rồi,
mà vẫn có thể cảm nhận được khí tức hùng mạnh trên người của bọn họ. Thật muốn chứng kiến phong thái lúc sinh thời của bọn họ. Cấm miệng não cát, ngươi có muốn chết thì cũng đừng kéo theo chúng ta. Sao mà không được nói chứ, bọn họ là tượng đá cũng đâu thể nào sống lại được. Nhỉ? Tám đỉnh kiếm hoàng. Kiếm hoàng thì đã làm sao nào? Quân tông chủ là võ thánh cơ mà, cũng đâu thể nào trùng hợp tới nỗi tu vi của quân tông chủ biến mất hoàn toàn, trở thành một người bình thường cơ chứ? Sẽ không đâu ha. Mẹ nhà nó, ngươi đúng là thần cơ diệu toán mà.